bắt đầu. Chờ tí nữa anh quay cho xe máy nó qua. Ừ, nó cố tình nó qua chứ nhỉ? Vâng, cố tình. Xong rồi cô ấy dừng giữa cầu làm gì? Thủy điện Bảo Lâm 1 à? Thấy hôm mình vào nước đục ngầu, hôm nay trong rồi nhỉ? Trong veo. Để tìm mình xem cái video này nhá. Ừ. Qua Zalo hay là... Zalo được mà. Ừ. Chào các em nha. Đưa đây chị cầm nhá. Tạm biệt Lý Bôn. Không đi được à? Em ơi, dắt vào thầy cái xe máy ra cái. Dắt dịch xuống được mà. Cắm đầu xuống chỗ ấy, bờ rào được mà. Được rồi, được rồi, được rồi. À. Tạm biệt Lý Bôn nha. Hẹn gặp lại.